Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 21 tháng 3 anh em. Rồi buổi trưa nay hiện lên cho anh em là khoảng mười mấy lô máy ha. Rồi hàng trên là những cây máy nhỏ lẻ anh em. Anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn cái hàng phía trên giùm em ha. Là những cây riêng lẻ. Còn cái máy nào mà nó nằm trong lô rồi là em không có xé lẻ anh em. Bán là bán hết lô ha. Rồi máy này là máy chưa dọn nổ thì anh em về tự dọn nổ giùm em ha. Em sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành ha. Thì về cho anh em mình tự dọn anh em. Còn cái này thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ ha, máy chưa dọn nổ. Em vô cái lô đầu tiên. Lô đầu tiên thì là hai con Gobin nha anh em. Gobin Makita ha. Hai con này thì 302 với lại 321 nha anh em. Rồi hai cây là 2.4 triệu. 2.4 triệu là 1.2 triệu một cây. 1.2 triệu một cây anh em. Áo nó bể ha, em bán giá rẻ nha anh em. Áo nó bị bể ha. Cho nên nó là em không có bù, không bù nha anh em. Cái lô này không có bù áo ha. Thì hơi lửa ngon lành nha anh em. 1.2 triệu một cây, hai cây là 2.4 triệu. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em. Thiếu đầu bò em lắp cho anh em đầy đủ ha. Chỉ có mỗi cái áo thì nó bể thì em không có bù. Thì em sẽ bớt tiền vô ha. Rồi tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 thì là con Makita 4 thì anh em. Makita 4 thì. Con này 1.1 triệu anh em. Makita 4 thì 1.1 triệu. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Đầy đủ đầu bò chén kẹp dao ha. Tay lái dài. Rồi Makita 4 thì 1.1 triệu. Con số 3. Con số 3 này là con Mitsu T170 anh em. T170 ha, bình xăng dưới. Con này hiện tại nó đang bị thiếu cái nắp e. Thiếu cái nắp bù e thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ. Rồi Mitsu T170 bình xăng dưới. Rồi con số 3 này là 1.3 triệu anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. 1.3 triệu Mitsu T170. Rồi tiếp theo là con số 4. Con số 4 là con này là con cơm Mitsu anh em. Cơm Mitsu 3.400 ha. Con này là tâm lớn bố cùng lớn luôn. Tâm lớn vô cùng lớn anh em, tay lái dài luôn, 2.1 triệu anh em. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. Con số 4 anh em, 2.1 triệu. Cơm Mitsu 3.400. Rồi tiếp theo là số 5. Số 5 là con này là con Gobin anh em, Gobin NB04 nòng 40 ly. Con này 1.1 triệu anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Con số 5 anh em, 1.1 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là Magu 20 anh em. Magu 20 ha. Rồi lô này thì bán cho anh em 700 ngàn anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Tay lái dài luôn. Con cái ống cần bị gãy thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác ha. Rồi tay lái dài anh em. Magu 20. Lô này 700 ngàn một cây anh em. 700 ngàn cây ha. Lô số 6. 6 cây 4.2 triệu. Magu 20 anh em. Tay lái là đều tay lái dài hết luôn. Máy thì bao đẹp anh em. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha. Hơi lửa ngon lành. Bao đẹp. Rồi 700 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 7. Lô số 7, lô này là lô Magu nè. Magu này là Magu 26cc ha, nòng 34 ly. Rồi lô này lô số 7 nè, Magu 26 nòng 34 ly. Lô số 7 này là 1.1 triệu một cây, 3 cây là 3.3 triệu. Magu 26, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha nè, đầy đủ đầu bò chén kẹp dao luôn ha. Rồi tay lái của nó là 2 dài 1 tròn. Magu nè. Magu 26cc nòng 34 ly. Tay lái tròn là ga bóp trên ống cần anh em, còn tay lái dài là có ga bóp trên tay lái luôn nè. Rồi hai cái tay lái dài và một cái tay lái tròn. Lô số 7, 3 cây 3.3 triệu, 1.1 triệu một cây. Rồi tiếp theo là lô số 7B anh em. Lô số 7B ha, là lô này là lô Magu 23cc. Magu 23 anh em. Lô này ghi trùng lô ha, trùng lô thì ghi 7B anh em. Rồi Magu 23. Lô này thì tay lái có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là bốn cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 7 nè. 5 cây là 4.250, 850.000 cây. Magu 23cc anh em, 850.000 cây. Lô số 8 là lô Makita. Makita này là Makita 23 anh em. 3 cây này là 1.950 ha. Rồi Makita lô này 650.000 anh em. Chế của nó là xài chế ra ngang luôn. Tay lái dài anh em, tay lái thì bao đẹp nè, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ hết ha. Makita 23 lô này 650.000 cây anh em, 3 cây là 1.950 ha. Lô số 9 là lô này Mitsu TL20. TL20 anh em, lô này 3 con tôm gời, 1 con tôm liền. Tay lái thì sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ anh em. Lô số 9, 4 cây 3.4 triệu, 850.000 cây. Mitsu TL20, 850.000 cây anh em. Rồi TL20 ha, 850.000 cây. Makita 23 650.000. Còn đây là Magu
Magu 23 lô này 850 ngàn cây nha. 850 ngàn cây nha anh em. Lô này. Lô số 10. Lô số 9 là lô số 10 nha anh em, lô số 10. Rồi lô số 10 là echo trắng nồng 32 ly nha anh em, nồng 32 ly ha. Tay lái dài luôn. Rồi lô này 600 ngàn cây nha anh em, 3 cây là 1.800.000. Lô số 10 echo trắng. 3 cây 1.800.000, đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ hết ha. Rồi lô số 10 3 cây 1.800.000, 600 ngàn cây echo trắng. Lô số 11 là lô này là lô Mitsu TL23 nha anh em. TL23 màu vàng ha. Rồi lô này 1.100.000 cây, 4 cây là 4.400.000 nha anh em. Tay lái thì là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 11, 4 cây là 4.400.000 nha anh em. 4 cây là 4.400.000. Mitsu TL23. Lô số 12 là lô Austin. Austin này là Austin 22 và Austin 24 nha anh em. Austin 22 và Austin 24. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn ha, ba tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 12, 4 cây là 2.400.000, 600.000 một cây. Austin 22 và Austin 24. Rồi lô này 600.000 cây nha anh em. Ít tin ha, 600.000 một cây. Còn Mitsu TL thì 1.100.000 nha anh em. TL 1.100.000 ha, bao đẹp luôn. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.